Kính thưa thầy Hùng, thưa quý anh chị em đồng nghiệp tại các đầu cầu. Rất vinh hạnh cho em được hôm nay có mặt ở đây để trình bày một số cái nét, một số cái điểm chính trong các cái cập nhật về điều trị cái nhóm bệnh tuy là không quá phổ biến trong thực hành lâm sàng, tuy nhiên nó lại có tầm quan trọng lớn vì nó gây tàn tật rất là nhiều cho bệnh nhân, hơn nữa cái độ tuổi mắc bệnh là đa số là trong độ tuổi lao động, cái gánh nặng bệnh tật để lại cho xã hội rất là nhiều. Cái nhóm bệnh đó tên là phổ bệnh viêm tụy thị thần kinh. Bệnh lý này thì tên tiếng Anh được viết tắt bởi 5 cái chữ cái là NMOSD, viết tắt của Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. Nó là một cái nhóm bệnh chứ không phải là một bệnh lý riêng rẽ. Tại sao là một nhóm bệnh? Thế bởi vì là các cái tổn thương của nó đi lần lượt từ các cái cơ quan từng bộ phận một liên tục với nhau, giống như một cái phổ. Do đó người ta gọi chung là một cái phổ bệnh. Trong một cái thời gian rất là dài thì người ta cho rằng phổ bệnh viêm tụy thị thần kinh là một cái biến chứng nặng hay là một cái biến thể nặng của bệnh xơ cứng giải rác. Bởi lẽ hai cái nhóm bệnh lý này nó chia sẻ các cái đặc điểm lâm sàng chung với nhau. Đó là tổn thương tủy sống gây ra liệt hai chân hoặc liệt tứ chi, có thể hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. Và thứ hai là gây tổn thương thị lực gây ra mù mắt thoáng qua hoặc là vĩnh viễn cho người bệnh. Thế bởi lẽ đó là trước đây người ta cho rằng cái bệnh viêm tụy, cái nhóm bệnh viêm tụy thị thần kinh này nó là biến thể nặng của xương giải rác. Dĩ nhiên nó nặng hơn bởi vì cái tần số tái phát của nó rất là cấp tính và dữ dội, rất là ác tính. Chỉ trong vòng một vài năm nếu không điều trị thì bệnh nhân thông thường là tàn phế, gắn với xe lăn hoặc là gắn với cái giường do không thể di chuyển được. Cái nhóm bệnh nó biểu hiện liên tục thể hiện bằng là có một cái tỷ lệ khoảng 30 đến 50% trường hợp đó là biểu hiện tổn thương chỉ một phần cơ quan của cái bệnh lý đầy đủ. Ví dụ như là tổn thương thần kinh thị giác ở một bên gây mù một mắt. Bị một lần, thế sau đấy thì mãi về sau người ta mới bị lại, hoặc là gì bị một lần sau đó lại bị đi bị lại ở một mắt. Cái nhóm thứ hai đó là bị hai mắt liên tục nhau, một mắt sau đó thì mắt tiếp theo lại mù, có thể cách nhau chỉ một vài tuần hoặc là thậm chí hai mắt mù đồng thời với nhau. Cái nhóm thứ ba đó là gì? Bệnh nhân vừa mù mắt và vừa liệt hai chân, thậm chí vừa mù mắt và liệt tứ chi. Đó là cái mức độ nặng hơn của bệnh. Cái mức độ thứ tư nữa đó là vừa tổn thương mắt, vừa tổn thương tủy sống, lại có thêm tổn thương não hoặc là tổn thương ở các vùng thân não gây ra các triệu chứng trên lâm sàng, ví dụ như là các cái đợt nôn và nấc không rõ nguyên nhân và không thể điều trị bằng thuốc thông thường. Hoặc là các cái đợt gây ra cái chứng narcolepsy, tức là chứng ngủ rũ ban ngày quá nhiều làm cho bệnh nhân không thể tiếp tục sinh hoạt được bình thường. Bệnh lý này được Eugène De Vick, một nhà thần kinh học lỗi lạc ở Lyon của Pháp, mô tả trong cái luận văn đầu tiên của mình trên 16 trường hợp, sau đó thì học trò của ông đã mô tả kỹ hơn, bao gồm cả cái bệnh phẩm tử thiết trên 16 trường hợp tử vong, vì cái biểu hiện lâm sàng là hai cái biểu hiện chính, đó là mù mắt và liệt hai chân. Thì những cái trường hợp này sau khi mổ ra thì các ông ấy phát hiện ra là tổn thương rõ ở cái phần mất myelin, thế sau đấy thì là tổn thương cả sợi trục thứ phát sau tổn thương myelin của hệ thần kinh trung ương, bao gồm có tổn thương tủy sống và dây thần kinh thị giác. Tuy nhiên ở cái thời điểm cách đây hơn 120 năm, 130 năm thì các tác giả vẫn chưa thể lý giải được tại sao lại lại có cái hiện tượng này. Trong cơ thể bệnh nhân có cái chất gì lưu hành mà tại sao lại tấn công vào đặc hiệu vào hai cái vùng vùng đấy đến như vậy, làm cho bệnh nhân bị mù mắt, làm cho bệnh nhân bị liệt hai chân do tổn thương tủy sống. Với các cái mô tả đầu tiên như vậy thì cái bệnh này trong một thời gian sau đó được đặt tên là bệnh De Vick, theo tên của tác giả đầu tiên mô tả một cách hệ thống các triệu chứng lâm sàng cũng như là tổn thương giải phẫu bệnh. Các nghiên cứu dịch tễ trên thế giới thì cho thấy cái phổ bệnh viêm tụy thị thần kinh nó lưu hành nhiều hơn ở người châu Á, đặc biệt các nghiên cứu dịch tễ lớn nhất hiện nay ở châu Á thực hiện ở hai quốc gia là Nhật Bản và Hàn Quốc, cho thấy cứ mỗi 100.000 dân thì có lưu hành khoảng 5 cho đến 15 trường hợp bệnh, và tỷ lệ mắc mới mỗi năm cho 100.000 dân là 0.5. Có nghĩa là cứ 100.000 người thì chúng ta có khoảng cứ cứ 200.000 người thì sẽ có một người mắc mới mỗi năm. Nếu mà tính chúng ta chưa có cái nghiên cứu đa trung tâm ở tại Việt Nam, tuy nhiên nếu ước lượng từ các con số tại Nhật Bản và Hàn Quốc thì Việt Nam mình với khoảng gần gần 100 triệu dân, đâu đó sẽ có khoảng 5.000 người mắc, 5.000 ca lưu hành bệnh viêm tụy thị thần kinh, và mỗi năm sẽ có khoảng 50 ca mắc mới. Bệnh lý này hay gặp trong độ tuổi khoảng từ 35 đến 45. Nếu mà chúng ta chia cái nhóm này thành hai cái nhóm, chia cái nhóm phổ bệnh viêm tụy thị thần kinh thành hai cái cột lớn, là một cái cột có cái kháng thể đã được phát hiện ở trong máu, thì cái nhóm đó với tỷ lệ nữ trên nam là bất cân đối rõ rệt. Chúng ta có
tỷ lệ là 9 trên 1, tức là cứ 9 nữ thì gặp một nam. Tuy nhiên đối với cái nhóm mà với biểu hiện lâm sàng rõ rệt và đã đủ tiêu chuẩn chẩn đoán xác định bệnh rồi, nhưng trong máu không thể tìm thấy kháng thể, thì tỷ lệ nam và nữ là 1 trên 1. Trên cái hình bên trái, các anh chị có thể xem trên cái slide này, đó là cái một cái trường hợp bệnh nhân của chúng tôi. Bệnh nhân này nữ, 28 tuổi, hai lần mù mắt liên tục cách nhau 2 tuần, đều ở mắt bên trái, mất thị lực hoàn toàn. Sau khi được điều trị bằng thuốc chế miễn dịch, cô ấy sáng lại mắt một chút. 2 tuần sau, sau khi giảm liều thuốc chế miễn dịch, cô ấy lại tiếp tục mù lại mắt bên trái, mất thị lực hoàn toàn. Trong cái máu của người bệnh, khi mà người ta lấy máu của cô ấy và lọc ra cái thành phần huyết thanh, và cho nó đi qua cái tế bào thận người. Tế bào này là cái tế bào thận đã được biến đổi để nó mang cái kháng nguyên trên bề mặt tế bào thận, tên là kháng nguyên aquaporin 4. Thì các bạn có thể thấy ở trên cái cột đầu tiên, cái hàng đầu tiên ấy, là cái bệnh chứng, cái bệnh phẩm và cái mẫu chứng của người đã có cái kháng thể gây bệnh. Thì rõ ràng là cái mẫu này nó cho cái hình ảnh bắt thuốc trên cái kỹ thuật thủy quang miễn dịch nó sáng lên trên cái kính hiển vi nền đen như thế này. Thế và đây là cái tương tự với bên dưới, là cái mẫu của bệnh 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 phẩm ở bên của bệnh nhân là ở bên trên cùng bên trái. Thì cái tế bào thận người này nó bắt cái kháng thể, cái kháng nguyên aquaporin 4 nó bắt với cái kháng thể kháng lại aquaporin 4 ở trong máu của người bệnh. Thì đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân được chẩn đoán là bệnh viêm tủy tiền kinh với cái kháng thể dương tính ở trong máu. Trong một cái nghiên cứu khác được tiến hành vào năm 2004 đang trên tạp chí Lancet với ba cái nhóm bệnh lớn, đó là cái nhóm thể xơ cứng rải rác, thể 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 Nhật Bản với hai cái biểu hiện chính là tổn thương mắt và tủy sống. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm quần thể người da đen với nguy cơ cao mắc phổ bệnh viêm tủy tiền kinh. Các anh chị đồng nghiệp có thể xem trên cái nồng độ kháng thể kháng lại cái bệnh lý đặc hiệu tên là kháng thể kháng NMO. Thế thì chúng ta thấy rõ là nó dương tính rõ rệt ở cái nhóm có cái độ nghi ngờ cao bệnh viêm tủy tiền kinh, và thứ hai là cái nhóm xơ cứng rải rác thể châu Á, hay là cái nhóm mà xơ cứng rải rác với hai biểu hiện mắt và thần kinh thị. Bệnh lý này sau khi đã chúng ta phát hiện ra được cái kháng thể thì cái cơ chế bệnh sinh càng ngày càng được làm sáng tỏ hơn. Chúng ta thấy cái kháng thể gây bệnh tấn công vào cái tế bào thần kinh đệm hình sao của hệ thần kinh trung ương. Tế bào thần kinh đệm hình sao có vai trò quan trọng tạo nên cái lớp nâng đỡ của hàng rào máu não. Khi cái tổn thương cái tế bào thần kinh đệm hình sao này thì gây ra cái việc là mất ổn định cấu trúc của cái vỏ myelin bên ngoài, và sau đấy thì gây ra hủy hoại sợi trục của hệ thần kinh trung ương. Các cái tổn thương bệnh lý do đó cũng gặp ở những cái nơi mà tế bào thần kinh đệm hình sao nó phân bố nhiều, đặc biệt là các cái kênh dẫn nước của hệ thần kinh trung ương, cạnh não thất, bao gồm có não thất 4, não thất bên và não thất 3. Các biểu hiện lâm sàng của bệnh cũng do đó mà phân bố theo các cái vị trí của tế bào thần kinh đệm hình sao này, bao gồm hội chứng sàn não thất 4, bao gồm tổn thương tủy sống và dây thần kinh thị giác. Vai trò gây bệnh của kháng thể kháng aquaporin 4 tiếp đó được thể hiện qua cái con đường hoạt hóa bổ thể, đặc biệt là cái bổ thể cuối cùng đóng vai trò tạo thành cái phức hợp tấn công màng tên là C5. Dựa trên cái sơ đồ này và ngày nay các cái thuốc mới tác động đến bệnh chính là việc ngăn ngừa cái hình thành cái đích đến cuối cùng, đó là hình thành cái phức hợp tấn công màng này. Cái thuốc kháng lại bổ thể C5 là một trong những thuốc điều trị đặc hiệu, do đó là một trong những thuốc điều trị đặc hiệu của bệnh. Tiếp đến là người ta tấn công vào cái quá trình hình thành và biệt hóa của tế bào B để ngăn chặn cái quá trình hình thành kháng thể mới do cái tương bào sản xuất ra. Ngoài ra thì trong cái quá trình bệnh sinh này còn có sự tham gia của interleukin 6 và cái nhóm thuốc sinh học thứ ba tác động đến cái quá trình bệnh sinh này, đấy chính là thuốc kháng lại thụ thể interleukin 6, là cái thuốc rất là nổi tiếng trong đại dịch COVID vừa rồi chúng ta biết, đó là Actemra đúng không ạ? Tocilizumab. Trên cái bảng này thì tôi trình bày lại cái tiêu chuẩn chẩn đoán năm 2015 của một cái hiệp hội đồng thuận quốc tế về phổ bệnh lý viêm tủy thị thần kinh. Chúng ta thấy các cái tiêu chuẩn chính để chẩn đoán viêm tủy thị thần kinh hay là phổ bệnh viêm tủy thị thần kinh thì bao gồm các cái biểu hiện lâm sàng ở thần kinh thị giác là viêm thần kinh thị với biểu hiện là mất thị lực một mắt lần lượt, như cái ví dụ lâm sàng hôm nay chúng ta đã gặp, hoặc là cả hai mắt đồng thời. Thứ hai đó là viêm tủy ngang cấp, có thể một đợt hoặc là tái đi tái lại. Thứ ba là hội chứng sàn não thất 4 với biểu hiện lâm sàng đặc trưng là các cái lần nôn và nấc. Thậm chí bệnh nhân thông thường là đến với bác sĩ thuộc các cái chuyên khoa khác về nội khoa chứ chưa hẳn là đi khám với bác sĩ chuyên khoa thần kinh lần đầu tiên. Các cái đợt nôn và nấc này thông thường kéo dài một vài tuần cho đến hàng một vài tháng.
và thất bại với các phương pháp điều trị khác, các cái thuốc chống nôn thông thường hoặc là chống nấc thông thường, ví dụ như metoclopramide là không ăn thua với nhóm này. Biểu hiện lâm sàng thứ năm của các cái triệu chứng trung tâm quan trọng để chẩn đoán bệnh là hội chứng gian não gây ra bởi tổn thương ở vùng đồi thị, vùng hạ đồi và vùng dưới đồi. Cái vùng này thì liên quan đến cái việc duy trì cái độ thức tỉnh của chúng ta. Thứ hai nữa liên quan đến cái hoạt động nội tiết của con người. Biểu hiện tổn thương vùng này thông thường bệnh nhân có biểu hiện là các cái cơn narcolepsy, tức là bệnh nhân ngủ rũ ban ngày rất nhiều. Thứ hai các cái rối loạn nội tiết, ví dụ béo phì, thừa cân và đái tháo đường mới xuất hiện. Các hội chứng não cấp phù hợp với tổn thương MRI thông thường là các cái tổn thương ở vùng cạnh não thất bên hoặc là các tổn thương thể giả u ở trên não. Trong trường hợp mà chúng ta không làm được hoặc là các cái labo không không có khả năng làm cái xét nghiệm kháng thể kháng aquaporin 4 hoặc là bệnh nhân không có mặt cái kháng thể này ở trong máu nếu mà chúng ta đã làm test, thì bệnh nhân sẽ cần thêm ngoài các cái tiêu chuẩn trung tâm, cần thêm các cái tiêu chuẩn phụ khác nữa để chúng ta có thể chẩn đoán được bệnh nhân mắc phổ bệnh viêm tụy thần kinh. Các tiêu chuẩn phụ đấy chủ yếu là các tiêu chuẩn trên chẩn đoán hình ảnh, bao gồm có tổn thương trên cộng hưởng từ tủy sống kéo dài từ trên ba thân đốt sống trở lên, và cái tổn thương kéo dài cái độ rộng của tổn thương lan rộng trên 2/3 chu vi của đốt tủy. Đối với dây thần kinh thị thì chúng ta cần thêm cái tiêu chuẩn đó là cái độ dài tổn thương của cái dây thần kinh thị đó, cái phần mà tăng tín hiệu trên T2 hoặc là bắt thuốc đối quang từ nó phải kéo dài trên 1/2 dây thần kinh thị hoặc tổn thương lan rộng đến giao thoa thị giác. Tổn thương với bệnh nhân có triệu chứng là nôn và nấc kéo dài thì tương ứng trên cổng từ phải có tổn thương ở vùng sàn não thất 4. Tương tự như vậy, các hội chứng thân não hoặc là hội chứng da não thì phải có tổn thương ở phần hạ đồi, phần cạnh đồi thị của não thất 3 và phần cạnh não thất bên. Như vậy chúng ta có hai cái nhóm bệnh lớn là cái nhóm mà chúng ta các cái labo có khả năng làm được xét nghiệm kháng thể kháng aquaporin 4 bằng kỹ thuật miễn dịch hình quang, thông thường là miễn dịch hình quang gián tiếp. Đối với cái nhóm mà chúng ta làm được và có xuất hiện kháng thể này thì tiêu chuẩn chẩn đoán trở nên rất đơn giản, chỉ cần một tiêu chuẩn trung tâm và loại trừ các nguyên nhân khác thì chúng ta có thể chẩn đoán xác định bệnh ngay từ đợt đầu tiên, chúng ta không có đợi cái đợt thứ hai phải thêm một cái đợt bệnh nữa thì tôi mới chẩn đoán, thì không cần thiết. Nếu chúng ta làm được cái kháng thể này, chúng ta có thể chẩn đoán sớm ngay từ đợt bệnh đầu tiên. Trái lại, đối với những trường hợp mà không làm được thì để chẩn đoán xác định thông thường chúng ta phải có từ 2 đợt trở lên và đáp ứng thêm các cái tiêu chuẩn phụ ở trên cộng hưởng từ như slide trước tôi đã trình bày. Trên cái phim này là cái ví dụ minh họa của hai cái trường hợp, một cái trường hợp bệnh nhân mất thị lực vì viêm thần kinh thị, viêm thị kinh hậu nhãn cầu ở mắt bên phải với cái tổn thương kéo dài khoảng gần một nửa cái dây thần kinh thị ở bên phải trên cái sung T1 có tiêm thuốc hình A. Thứ hai là một cái trường hợp mất thị lực hai mắt với cái tổn thương dây thần kinh thị cả hai bên, và chúng ta thấy rõ cái tổn thương này lan ở phía đằng sau và có chạm đến cái giao thoa thị giác. Đây là một trong những cái tổn thương khá là điển hình của phổ bệnh viêm tụy thị thần kinh. Đặc biệt đối với cái trường hợp thứ hai liên quan nhiều hơn đến cái kháng thể tên là kháng thể kháng MOC. Trên phim cổng từ của những cái trường hợp mà tổn thương tủy sống với biểu hiện liệt hai chân hoặc là liệt tứ chi, thông thường tổn thương hay nằm ở tủy cổ nhiều hơn là tủy ngực. Tổn thương rất là rộng, đặc trưng của nó là rộng, hầu hết chiếm hầu hết chu vi của tủy sống và kéo dài trên ít nhất là ba cái thân đốt sống. Như trên cái hình này các thầy cô và anh chị có thể nhìn rõ cái tổn thương trên cái sung T2 nó kéo dài từ phần lưng của hành tủy qua tủy cổ, kéo dài hết tủy cổ đến tận tủy ngực, nên hoàn toàn là qua ba thân đốt sống. Ở trên cái phim mặt cắt ngang này chúng ta có thể dễ dàng nhận biết là cái diện tăng tín hiệu của tổn thương tủy sống đã vượt quá 2/3 chu vi của đốt tủy. Dĩ nhiên là chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào phim này mà chúng ta chẩn đoán ngay bệnh nhân bị viêm tủy điện kinh được được và chúng ta phải áp vào cái tiêu chuẩn như như lúc trước ở năm 2015. Chúng ta biết một bệnh nhân đến liệt hai chân hoặc liệt tứ chi có cái tổn thương như này rồi có thể rất nhiều nguyên nhân. Một trong những cái đó nguyên nhân quan trọng đó là NMOSD, và để thỏa mãn tiêu chuẩn thì chúng ta phải có cái sự có mặt của kháng thể dương tính ở trong 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 máu của người bệnh. Ngoài tủy sống, ngoài thần kinh thị ra thì bệnh lý này trong một số cái trường hợp cá biệt khoảng độ 10-20% trường hợp có những cái tổn thương ở những cái vị trí khác mà trước đây người ta cho rằng là trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì bệnh này nó không được có cái tổn thương não. Thế tuy nhiên bởi vì do cái phát hiện ra kháng thể mà ngày nay ta càng ngày càng phát hiện ra là ở những cái nhóm kháng thể dương tính thì ngoài tổn thương tủy sống, ngoài tổn thương thần kinh thị ra, chúng ta còn có thêm các cái tổn thương ở não bộ. Xin lấy ví dụ các cái tổn thương lần lượt ở trên hình này. Ở trường hợp bệnh nhân nôn nấc kéo dài với hội chứng sàn não thất 4 với hình B lớn ở góc trên cùng này là cái tổn thương nhỏ ở phần sàn não thất 4, đây là cái trung tâm gây nôn và nấc của người bệnh. Một cái tổn thương khác ở cuống tiểu não giữa ở hình trên cùng ở bên phải đây. Đây là một cái tổn thương cũng khá là đặc hiệu.
ở vùng cuống tiểu não giữa, và gì chúng ta thấy để ý tổn thương bao giờ nó cũng ở cạnh cái cấu trúc của các cái kênh dẫn nước của hệ thần kinh trung ương, đặc biệt là ở các cạnh các cái não thất. Trên cái hình C này là một cái trường hợp có tổn thương thể chai và cái tổn thương ở phần cạnh đường giữa. Tổn thương tiếp đến hay gặp nữa là tổn thương ở cạnh não thất bên. Các cái tổn thương thể giả u hoặc là tổn thương cá biệt, ví dụ như là trên cái hình E hình bên phải này, các bạn có các thầy cô và anh chị có thể nhìn thấy cái tổn thương nó đi dọc theo cái đường đi của bó tháp ở cả hai bên. Cái đây chính là một cái trường hợp mà cách đây cũng cũng chưa lâu, cách đây cũng vài tháng tôi có dịp mà có dịp hội chẩn với bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng, thì cũng có một cái trường hợp cũng tương tự, chưa nhận được feedback là cái trường hợp đó cái kháng thể có dương tính hay không. Tuy nhiên cái bệnh cảnh lâm sàng khá là gợi ý với cái biểu hiện là tổn thương hệ thần kinh trung ương và tổn thương tăng tín hiệu dọc theo đường đi của bó tháp ở cả hai bên. Khi mà chúng ta chẩn đoán xác định cái nhóm bệnh lý cái nhóm bệnh lý viêm tụy kinh hay là phổ bệnh viêm tụy kinh này thì cái việc điều trị cần phải bắt đầu càng sớm càng tốt, đặc biệt đối với đợt cấp. Chúng ta có một cái câu cửa miệng trong điều trị đột quỵ đó là time is brain, có nghĩa là mỗi một cái giây phút trôi qua thì cái tế bào não bị chết đi thì rất là nhiều. Đối trong tủy sống thì chúng ta cũng có time is spinal, mỗi một cái giờ chúng ta bỏ qua, chúng ta không có điều trị đợt cấp cho bệnh nhân là bệnh nhân sẽ có thêm một cái tỷ lệ bị tàn phế về sau, bệnh nhân sẽ có thêm một cái tỷ lệ phải gắn với xe lăn, phải gắn với lại cái giường bệnh của mình. Thế do đó khi mà chúng ta nghĩ đến hoặc chúng ta có cái kết quả kháng thể dương tính thì cái việc điều trị cần phải bắt đầu càng sớm càng tốt với các phương pháp điều trị rất là mạnh tay. Thông thường liều corticoid được sử dụng ở trong cái nghiệm pháp bolus, corticoid này là 1.000 mg nếu mà bệnh nhân không có các cái chống chỉ định đặc biệt. Thời gian điều trị kéo dài thông thường là 3 đến 5 ngày, đôi khi có thể kéo dài hơn tùy theo đáp ứng lâm sàng của người bệnh. Một số trường hợp sẽ cần phải trao đổi huyết tương, đó là những cái trường hợp mà bệnh nhân nặng ngay từ đầu, có lẽ chúng ta cũng không nên phải đợi đáp ứng của corticoid, rồi đánh giá sau khi tôi cho corticoid xong tôi phải đợi xem bệnh nhân có hồi phục hay không. Thì có những cái trường hợp mà đã liệt nặng, cơ lực 0 1 trên 5, bệnh nhân đã đặt xuống tiểu, chúng ta nên phối hợp ngay từ đầu trao đổi huyết tương cách ngày kết hợp với corticoid liều cao để cố gắng hạn chế tối đa cái tàn phế cho người bệnh về sau. Trong một số cái trường hợp bệnh phổ bệnh viêm tụy thần kinh đi cùng với các cái bệnh lý hệ thống, ví dụ như lupus ban đỏ, thì người ta thấy rằng đối với cái nhóm đi cùng với lupus ban đỏ thì cái việc điều trị kết hợp corticoid hoặc là thay corticoid bằng cyclophosphamide hay là endoxan thì cho kết quả khả quan hơn là corticoid đơn thuần phối hợp với lại trao đổi huyết tương. Đối với điều trị dự phòng, bởi lẽ cái bệnh lý này khi đã xuất hiện thì tỷ lệ tái phát của nó là 100%, có nghĩa là không có bệnh nhân nào thoát cái đợt tái phát thứ hai cả. Đã có đợt đầu tiên thì chắc chắn đợt sau người ta sẽ tái phát, dù ngắn hay là dù dài. Thông thường trong vòng 5 năm điều trị, trong vòng 5 năm nếu mà chúng ta không có điều trị dự phòng thì bệnh nhân sẽ dẫn đến tàn phế. Do đó, các tác giả khuyến cáo là chúng ta không có đợi và không có thời gian cửa sổ. Sau cái đợt cấp là chúng ta điều trị ngay, không có thời gian cửa sổ để trì hoãn cái điều trị dự phòng này. Mục đích chính của điều trị dự phòng là ngăn ngừa sự phát triển của các đợt cấp tiếp theo, gây ra mù mắt, mất thị lực vĩnh viễn hoặc gây ra liệt hai chân hoặc liệt tứ chi. Có hai cái tiêu chuẩn chính để đánh giá hiệu quả của một phương pháp điều trị dự phòng, đó chính là tần số trung bình tái phát một năm, viết tắt là ARR, và cái điểm để đo lường mức độ tàn tật là điểm ODS. Thông thường trong các nghiên cứu lớn sử dụng ARR là primary outcome và ODS là secondary outcome. Chúng ta có ba cái nhóm chính dựa trên cái cơ chế bệnh sinh của bệnh phổ bệnh viêm tụy thần kinh như tôi đã trình bày trong các slide trước. Đó là cái thuốc đánh lên cái đích tác động cuối cùng của kháng thể gây bệnh chính là kháng lại bổ thể C5 với sự hình thành của phức hợp tấn công màng tế bào thần kinh. Điển hình trong nhóm này là eculizumab, thuốc của Alexion và được cấp phép điều trị năm 2019 dựa trên nghiên cứu PREVENT. Cho đến cái lúc mà nó ra đời thì eculizumab là thuốc đắt nhất trên thế giới tại thời điểm đó với chi phí điều trị khoảng 500.000 đô trong một năm. Thuốc nhóm thứ hai tác động đến cơ chế của interleukin 6, chúng ta có thể lấy ví dụ là tocilizumab hay là Actemra hay là satralizumab là một cái thuốc chứng minh hiệu quả trong nghiên cứu Sakira. Tiếp đến là cái cơ chế tác động vào tế bào B, điển hình trong nhóm này chúng ta có rituximab và inebilizumab, lần lượt là các cái tác nhân ức chế tế bào CD20 và tế bào 19. Trước khi có các cái thuốc sinh học này thì trên thế giới sử dụng các thuốc điều trị cổ điển ví dụ như mycophenolate mofetil hay là azathioprine. Tỷ lệ thất bại của mycophenolate mofetil đâu đó khoảng 36%, nghĩa là chúng ta điều trị 100 trường hợp thì sẽ có 36 trường hợp bệnh nhân thất bại. Đối với azathioprine thì con số này cao hơn nhiều, khoảng độ 53 trường hợp sẽ tái phát trong 100 trường hợp điều trị.
Trên này thì nhắc lại về cơ chế tác động của eculizumab, ta không quá mất mất nhiều thời gian. Tuy nhiên cái thuốc này khóa cái con đường hình thành bổ thể C5B từ bổ thể C5A và ngăn ngừa cái đợt tái phát của bệnh. Các nghiên cứu lớn, rituximab là một cái thuốc off-label, chưa được cấp phép sử dụng chính thức để điều trị phổ bệnh viêm tụy thị thần kinh. Tuy nhiên các nghiên cứu trên thế giới thì đây là cái thuốc mà khả dĩ nhất, được nghiên cứu off-label nhiều nhất. Với các nghiên cứu theo dõi dọc lên đến 5 năm và rất nhiều cái tổ chức trên thế giới sử dụng nó như thuốc điều trị first line trong viêm tụy thị thần kinh. Trên cái hình bên trái này chúng ta có thể thấy là các tác giả chia thành hai cái ngăn, với cái thời điểm 0 là cái thời điểm bắt đầu điều trị rituximab. Với cái cột bên trái là mỗi một cái chấm này là một cái đợt tái phát của người bệnh. Các thầy cô và anh chị có thể thấy những cái đợt tái phát liên tục với các cái chấm chấm đen dày đặc. Thế và ở cái bên phải là cái thời gian follow up sau khi sử dụng rituximab thì cái tỷ lệ mà tái phát của bệnh nhân được tùy từ nghiên cứu, thông thường nó giảm khoảng 80 đến 90% về cái tần số tái phát trung bình năm. Đấy, thậm chí trong cái nghiên cứu RIN 1, đây là cái nghiên cứu RCT đầu tiên trên thế giới sử dụng rituximab để điều trị phổ bệnh viêm tụy thần kinh với 19 bệnh nhân trên mỗi nhóm. Chúng ta có thể thấy là cái nhóm điều trị rituximab thì 100% là không có tái phát sau 72 tuần điều trị. Thế còn cái nhóm mà sử dụng giả dược thì cái tỷ lệ tái phát đâu đó vào khoảng trên 40%. Trên đây là một cái quy trình điều trị mà chúng tôi áp dụng tại khoa nội tổng hợp hay đơn vị nội thần kinh. Một trong những cái phác đồ mà chúng tôi sử dụng, dĩ nhiên là cái phác đồ nó chưa có thống nhất, chúng ta có thể dùng liều thấp, liều cao. Tuy nhiên các thầy cô và anh chị có thể tham khảo cái phác đồ này, là một cái phác đồ khá là chi tiết được đưa ra bởi các tác giả người Pháp. Chúng ta thấy ở cái tháng đầu tiên sau khi bệnh nhân được chẩn đoán ra phổ bệnh viêm tụy thần kinh với đợt cấp, chúng ta sẽ điều trị đợt cấp. Sau đó thì điều trị ngay cái thuốc rituximab cho người bệnh, và trước đó thì người ta dự phòng các cái phản ứng phản vệ bằng steroids, thuốc kháng histamine và paracetamol. Ở tháng thứ ba người ta sẽ định lượng tế bào B nhớ để đánh giá sự tăng lại của tế bào B nhớ, xem xét cho việc có cho thêm một cái liều rituximab sớm ở tháng thứ ba hay không. Nếu bệnh nhân không có tăng trở lại của tế bào B nhớ ở tháng thứ ba thì chúng ta sẽ truyền cho bệnh nhân vào tháng thứ sáu. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ cần phải làm lại ở tháng thứ 9 tế bào B nhớ CD19 và CD27. Cái mốc để đánh giá cái sự tăng trở lại của tế bào B nhớ là 0,05% trên bạch cầu ở trong máu ngoại biên. Ngoài ra thì các cái biện pháp khác được sử dụng một cách hàng loạt khi bệnh nhân sử dụng rituximab, đó là việc tiêm phòng vaccine cúm, phế cầu cũng như vaccine viêm gan B nếu bệnh nhân chưa tiêm. Chúng ta cũng sẽ cần phải tầm soát một số cái bệnh lý nhiễm trùng tiềm ẩn. Nếu như bệnh nhân có cái tỷ lệ IgG trong máu giảm dưới 5 gram trên lít thì bệnh nhân sẽ cần phải được truyền IgIV trước khi điều trị cho đến khi mà IgG trên 5 gram. Một cái cây lâm sàng nhỏ để minh họa và cho cái sự ác tính của bệnh lý này. Đây là một cái trường hợp 54 tuổi tuổi bệnh nhân nữ đến khám tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội với các cái đợt bệnh khác nhau. Đợt đầu tiên vào khoảng tháng 1 năm 2020 với các cái đợt nôn và nấc kéo dài, đi khám với rất nhiều chuyên khoa thì kể cả các cái hình ảnh thăm dò ổ bụng cũng như là nội soi thì không tìm thấy cái nguyên nhân nôn nấc ở đâu cả. Cụm từ não trong cái thời gian đó với cái sự nghi ngờ và tổn thương não thất 4 cũng không tìm thấy tổn thương. Đến tháng 2 năm 2020 thì bệnh nhân bắt đầu khởi phát một cái đợt viêm tủy ngang toàn phần với liệt tứ chi không hoàn toàn, đau và dị cảm, tăng phản xạ gân xương. Thời điểm này thì không có dấu hiệu cơ tròn. Trên cái phim này các bạn có thể thấy là cái hình ảnh tổn thương rất là đặc biệt với cái dạng bắt thuốc dạng viền ở trên xung T1 cắt đứng dọc, và cái trên cái xung T2 thông thường này thì tổn thương nó lan rộng trên phần hành tủy kéo dài đến trên cái ba đốt tủy ở phần tủy cổ. Sau đó thì chúng tôi gửi cái xét nghiệm máu và tìm ra là bệnh nhân dương tính với kháng thể kháng alpha-1 4. Một số số liệu chia sẻ tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chúng tôi hy vọng là sẽ gặp lại quý đồng nghiệp sớm trong một cái báo cáo chi tiết hơn về cái kết quả điều trị tại bệnh viện chúng tôi. Từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 11 năm 2021 thì có 29 trường hợp đã được chẩn đoán xác định với kháng thể dương tính. Tuổi phân bố từ 16 đến 24 cho đến 64, trong đó 26 ca là dương tính với aquaporin 4 và 3 ca dương tính với MOG. Tần suất nữ trên nam ở nhóm aquaporin 4 là nữ trội hơn nam rất là nhiều, 23 trên 3. Còn đối với lại cái nhóm mà anti-MOG dương tính thì tần suất nữ trên nam là 2 trên 1. Chúng tôi đã thử nghiệm điều trị cho 16 trường hợp, trong đó có một số bệnh nhân sử dụng phác đồ liều thấp, liều rút gọn, và trong một số trường hợp khác thì sử dụng liều đầy đủ. Có hai bệnh nhân là có cái biến chứng khá là nặng, tụt huyết áp trong quá trình truyền. Ấy, tuy nhiên là cái bệnh nhân điều trị dài nhất là 18 tháng thì cho đến nay là chúng tôi chưa có cái đợt tái phát nào, có nghĩa là tỷ lệ tái phát ở cái nhóm cho đến thời điểm hiện tại là 0%. Cái bài trình bày về cái phổ bệnh viêm tụy thần kinh đến đây là hết. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của thầy cô anh chị em đồng nghiệp.